Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Joseph Lemon với series chọn gì giữa những cái sản phẩm thực phẩm bổ sung giống nhau để có thể tối ưu được cái nhu cầu sử dụng của mỗi người. Thì đầu tiên nói về cái yến mạch ở cái tập phim này thì yến mạch tại Joseph là đang có tổng cộng là 3 loại để mọi người có thể lựa chọn. Đầu tiên sẽ là cái loại hộp yến mạch truyền thống như vậy, thì một thùng này á, là nó sẽ là 4,5 kg, trong đây nó sẽ có hai bịch giống như vậy đó, nó sẽ có hai bịch, thì một bịch này tương đương là 2,3 kg, thì mọi người có thể đó là 2,3 kg. Tiếp theo là cái loại granola, thì cái loại này là yến mạch ăn liền sấy khô rồi, và nó sẽ trộn thêm những cái loại ví dụ như là nho khô, hạt hạnh nhân cũng như là mật ong nữa. Tiếp tới đó là con hàng yến mạch mới vừa xuất hiện trong thời gian ngắn vừa qua, đó là yến mạch bột. Thì ưu nhược điểm như thế nào thì mình sẽ chia sẻ với mọi người trong cái clip này, mời mọi người đón xem. Thì đầu tiên sẽ là nói về cái yến mạch truyền thống. Thì cái loại yến mạch này á, mình có thể custom, mình sử dụng được nhiều cách khác nhau. Ví dụ như là mình có thể ăn sống được cũng được luôn, mình xay cũng được, chế biến được nhiều cái món. Ví dụ như là yến mạch qua đêm nè, cháo yến mạch, cơm yến mạch, rồi bánh yến mạch, từ cái loại yến mạch này đều được hết. Nhưng mà cái nhược điểm của nó thì nó là yến mạch cái loại raw, cái loại sống. Thì mình uống, nếu mà xay ra uống thì nó sẽ có cái sự lợn cợn trong khoang miệng của mình, mang lại cái cảm giác không được vừa ý lắm. Tiếp tới đó là cái vị của nó là rất là lạc, nó lạc lắm, cho nên là về cái vấn đề mà ăn không thì nó cũng là tương đối khó khăn với nhiều người rồi. Nhưng mà được cái là cái mức giá của nó rất là rẻ, phù hợp với đại đa số người tiêu dùng rồi. Thì đó, cho các bạn lựa chọn. Tiếp theo là granola. Thì cái granola này ưu điểm của nó là đã được chế biến sẵn, cái vị ngon, được mix thêm nhiều cái nguyên liệu đắt tiền khác. Rồi mình có thể lột ra mình ăn liền, và mình trộn với lại ăn không cũng được, trộn với sữa chua cũng được, trộn với sữa tươi cũng được, ăn đều ngon. Rồi thì cái nhược điểm của nó thì cái loại này nó hơi ngọt một tí, thì có thể nhiều người không thích cái vị ngọt này. Tiếp tới đó là cái giá thành của nó hơi cao, thì nó sẽ không có tiếp cận được nhiều cái tệp khách hàng khác nhau. Tiếp tới đó là cái loại yến mạch bột này. Thì cái yến mạch bột này á, nó sẽ tiện khi mà mình lắc chung với quay. Đó đã là cái dạng bột rồi, thì mình có thể mình bỏ vô nước, mình lắc lên chung luôn, rất là tiện. Rồi mình có thể làm xay bột làm bánh cũng được, mình uống không cũng được nè, xay bột làm bánh nè. Rồi mình có thể làm những cái món ví dụ như là sinh tố đều được hết. Thì nó sẽ không có cái sự lợn cợn, nó sẽ không có cái vị lợn cợn mà cái loại yến mạch truyền thống mang lại đó. Rồi nếu như các bạn muốn coi như là có yến mạch truyền thống ở nhà quá nhiều rồi, nhưng mà mình muốn làm ra cho thành cái dạng bột đó, thì cũng đơn giản thôi. Mình bỏ yến mạch lên vô cái chảo và mình rang cho nó mất nước đi, và mình đổ hết cái yến mạch vừa rang rồi á, mình bỏ vô máy xay, mình xay nhuyễn ra thì nó sẽ ra cái dạng bột thôi đó. Thì trên đây là những cái loại yến mạch mà hiện Joseph đang có ở shop. Thì ưu nhược điểm mỗi loại thì đã đều có ở mình vừa trình bày cho mọi người rồi, thì mọi người dựa vào đó có thể lựa chọn được cái loại yến mạch phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình. Thì nếu như các bạn có thêm những cái thắc mắc gì về cái sản phẩm này á, thì hãy bình luận ở bên dưới phần comment để đội ngũ Joseph có thể tư vấn liền ngay lập tức, để mọi người có thể hiểu hơn về cái sản phẩm. Rồi nếu như mọi người muốn đặt hàng thì hãy ghé ngay qua shop hoặc inbox vào fanpage, cũng như là gọi điện vào cái số hotline mà mình để trên màn hình này, thì sẽ được ship hàng ngay lập tức tới cho mọi người luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại những clip sau.